Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình lại lên cho anh em một ít đồ. Hôm nay nó hơi có nhiều đồ linh tinh một tí, nên là anh em nào mà quan tâm đồ video quan tâm đồ âm thanh thì hãy xem ở đoạn phía sau video anh em nhé. Đoạn đầu chắc mất khoảng tầm 4-5 phút đầu mình sẽ giới thiệu mấy cái đồ linh tinh đến anh em, và giá sẽ rất tốt vào cái đợt Tết này. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình thì vẫn ở đây anh em nhé. Số điện thoại của mình là 0976663776, và số điện thoại của bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Và bây giờ mình sẽ không để mất thời gian của anh em, mình sẽ vào sản phẩm luôn. Thì đầu tiên của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái túi chéo anh em nhé. Cái dòng túi chéo này là túi chéo Levis. Đây, Luân đeo từ cái. Xin lỗi anh em nhé. Con túi này không phải in hình Levis mà in hình Phật Di Lặc. Có mấy con Levis thì mình hình như hết rồi nhỉ. Levis hết rồi. Cái túi này thì là túi Phật Di Lặc anh em nhé. Túi in hình Phật Di Lặc, nó là cái dòng túi chéo. Đây, anh em thể xem cái chất da của con này. Con này là con màu nâu bò đậm anh em nhé. Nâu bò đậm, sờ rất là sướng luôn. Chất da đây, anh em thể nhìn thấy qua các thớ da mà nó đã kẻ đây. Anh em nhìn, dây đeo, dày dặn anh em nhé. Sờ chất túi thì mình đánh giá là một trong số những cái loại da bò khá là cao cấp. Da bò rất là cao cấp. Khóa thì khóa IKK anh em nhé. Khóa IKK, toàn bộ khóa đồng IKK. Anh em thể nhìn. Đấy, túi này là chưa sử dụng anh em nhé. Hàng tồn kho bên Nhật gửi về. Đây, anh em nhìn đây, in hình Phật Di Lặc ở đây, dập chìm luôn. Đấy, khóa tất cả các móc bằng đồng tất anh em nhé. Đồng này. Đấy, phía sau có hỗ trợ thêm một ngăn kéo phụ nữa ở phía sau. Tất cả con này có 1, 2 và 3 ngăn anh em nhé. Để được cực kỳ nhiều đồ, và chất da này bảo hành cho anh em 5 năm, 7 năm thoải mái luôn về chất da. Chất da sờ phát là phê luôn anh em nhé. Rất là sướng. Đấy, cực kỳ ngon. Ok chưa? Và con túi này hiện tại thì giá khai xuân, đầu xuân của mình để cho anh em giá rất là tốt, là chỉ có 430.000 thôi anh em nhé. 430.000 luôn nhung nhắn nhỉ. Đây, túi chéo anh em nhé. Rất phù hợp anh em khoác đi làm, đi chơi, có thể khoác đằng trước hoặc khoác đằng sau đều được anh em nhé. Rồi, đây là một túi chéo. Tiếp đến đây thì là một con túi bao tử anh em nhé. Dòng bao tử. Bao tử này thì nó cũng là một con bao tử khá là ngon. Đây anh em thể xem. VIP luôn. Con bao tử VIP luôn. Con này thì chắc chắn là hôm nay mình sẽ bán cực kỳ rẻ cho anh em. Anh em nhé. Đây anh em nhìn con túi này chỉ có 1, 2, 3, 4 ngăn tất cả anh em nhé. 4 ngăn tất cả, và chất da bò cũng là da bò nâu sậm. Da bò nâu sậm, sờ chất da thì siêu dày luôn. Rất là dày anh em nhé, và chắc chắn. Cảm giác nó như kiểu là làm da cao cấp ấy. Đây, con này có cái hay chỗ nó có cái khóa nhựa đây anh em nhé. Khóa nhựa để phục vụ anh em tháo ra để thắt vào thắt lưng cho dễ. Đây anh em thấy, nếu mà đeo thắt lưng sẽ như thế này. Mà anh em đeo chéo, luôn đeo chéo cho anh em xem. Đeo chéo sẽ như thế này. Con này là rất hay sử dụng cho những anh em chuyên đi đạp xe, chạy bộ, các thứ là sử dụng rất là phù hợp anh em nhé. Rất là phù hợp. Và nhà có hàng có quán mà đeo con này thì đẳng cấp luôn, chất da sờ rất là sướng luôn, bao phê, khóa cũng toàn bộ khóa đồng IKK tất anh em nhé. Có IKK anh em nhìn này, chỉ xuất hiện trên những sản phẩm gọi là đắt tiền thôi. Đấy, có IKK toàn bộ luôn. Và hiện tại con này thì cũng hàng tồn kho. Và hiện tại mình cũng để cho anh em con này chỉ có 450 thôi anh em nhé. 450 cho con này thôi. Ok chưa anh em? Đấy. Rồi, đấy là hàng túi da. Tiếp đến là con túi chéo nữa. Đây. Con túi này thì da cực kỳ mịn màng luôn. Con này chất da của nó bao xịn luôn anh em nhé. Con này thì cực. Nó là hàng của hãng anh em ạ. Hàng hãng. Hàng hãng nhưng mà như kiểu nó tồn bên Nhật, chưa dập logo luôn. Anh em nhìn này. Hàng hãng rất là xịn anh em nhé. Đây. Anh em sờ cái chất da bò của nó thì cực kỳ mịn căng. Thẻ tang da vẫn còn anh em nhé. Con này là con túi mới này. Mới gọi là mới 100% luôn anh em nhé. Mới 100%. Tất cả các móc khóa của nó anh em thể nhìn đây đây. Đầu dây da. Tất cả các thứ da của nó anh em để xem ở đây được. Khóa của nó cực kỳ trơn tru anh em thấy nhìn. Đấy, khóa rất là trơn tru. Con này con túi form hình chữ nhật. Căng hẳn lên đấy. Đấy, anh em đeo vào nó sẽ vuông vuông cái này. Và bên này nó có đầu tai. Nó có 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả là 6 ngăn tất cả anh em nhé. Rất là nhiều ngăn. Phía sau có ngăn không? À đây, 7 ngăn tất cả luôn anh em ạ. 7 ngăn tất cả. Đấy, ok chưa anh em? Luôn đeo chéo cho anh em xem, con này có thể đeo chéo được anh em nhé. Đeo chéo hoặc đeo bụng, tùy anh em. Luôn đẹp trai phết nhỉ. Nên khung rất là đẹp trai luôn. Đấy. Anh em đeo chéo sẽ như thế này anh em nhé. Con túi này đeo chéo cực kỳ chất luôn. Còn nó là hàng da màu bò, da bò đen xì luôn anh em nhé. Đen xì, đen sũi luôn. Con này khá là đẹp. Con này đẹp rất là nhiều đồ. Và cực kỳ ngon. Và con này hiện tại bây giờ giá mình thanh lý đầu xuân cho anh em chỉ có 450 thôi anh em nhé. 450, cũng 450 bằng con túi túi bao tử kia. Và tiếp đến đây thì là mấy con ví da anh em nhé. Mấy con túi ví da, cái dòng mini anh em nhé. Con này thì không có quai đeo, nó chỉ có bao trần như này thôi.
chỉ có bao trần thôi, cao khoảng tầm 20 phân anh em nhé, ngang khoảng tầm được 15 phân nhỉ, ngang khoảng tầm 15 phân anh em nhé, 12 15 phân. Đây, cho anh xem được 15 phân. Nó có 1 2 3 4 ngăn tất cả. Có quai đeo vào thắt lưng anh em nhé, nếu mà đeo thắt lưng sẽ như thế này. Đấy, đeo thắt lưng sẽ như thế này. Đấy, khá là chất. Đấy. Đấy đúng không? Túi này khá là chất, anh em nào mà chơi rồi sẽ biết đây. Chất da nó cực kỳ xịn, da bò xịn 100% anh em nhé. Anh em nào đã chơi con túi này thì trước thì biết là trên video mình đăng cho anh em là 300.000 con túi này. Thì trên đầu xuân này mình sẽ xả cho anh em con này chỉ còn 250.000 thôi anh em nhé. 250, ok chưa anh em? 250 con này. Đây là con túi đứng và tiếp đến đây thì là con túi ngang. Anh em thì nhìn đây, túi ngang. Đấy. Túi ngang anh em nhé. Cũng có quai đeo ở đây. Cũng có, con này có 3 ngăn thôi anh em nhé. Kích thước thì giống hệt con kia nhưng con này nó nằm ngang thôi. Đấy. Ok cho anh em thấy con túi này khá ok. Anh em có thể cầm bỏ tiền bạc, giấy tờ, điện thoại các thứ tất ở trong túi này, có thể cầm tay được hoặc đeo thắt lưng đều được. Con túi ngang này khá là tiện anh em nhé. Và con này mình cũng để cho anh em giá chỉ có 250 thôi anh em nhé. 250 con ngang này. Ok cho anh em, có hai loại đứng ngang đều 250 tất. Rồi. Tiếp đến là một con ví khá là VIP. Đây, con ví này rất là VIP luôn. Con này là con dòng là thuộc cái dòng gọi là da cái gì nhỉ? Da ngựa điên, đúng không? Con này nó thuộc diện da ngựa điên anh em nhé. Chất da thì cực kỳ xịn anh em để xem này, chất da rất là xịn luôn. Và túi nó có quai chống dầu chống trộm anh em nhé. Anh em đeo vào cổ tay giật chống trộm đây, chất da anh em nhìn này. Đấy. Đẳng cấp luôn. Con ví rất là đẹp luôn. Đây, có một cái ngăn mở phát ra như này luôn để được rất nhiều thẻ anh em nhé. Và một cái ngăn nữa để luôn kéo khóa cho anh em xem. Ví này nó thuộc cái dòng ví chủ tịch anh em ạ. Đây. Kéo khóa thì bên trong nó có hai ngăn và một ngăn khóa chính của nó ở giữa này. Đấy. Hàng chất da thì anh em nào mà cầm con ví này thì gần như là không có điểm chê luôn anh em ạ. Và con này hiện tại bây giờ thì giá khai xuân mình để cho anh em là 680.000 anh em nhé, 680.000. Con này vào store thì không được dưới 2 triệu luôn anh em ạ. Đẳng cấp luôn, không được dưới 2 củ. Đấy. Mấy củ. Da chất là xịn. Không dưới 2 củ con này luôn. Con này có 680.000 thôi anh em, dùng càng ngày nó càng lì. Mồ hôi nó vào nó càng bóng ra anh em nhé, chất da này nó thế. Đây, chất da này cào nhé. Cào nó sẽ thành vệt vệt ở đây. Thế nhưng mà anh em dùng này, lấy tay lau đi nó hết ngay này. Đấy, anh em thấy không? Cái da bò ngựa điên nó thế anh em nhé. Rồi. Và cuối cùng ở trong cái sản phẩm linh tinh ở đây thì ngày hôm nay thì mình có một cái đồng hồ của thằng Citizen anh em này. Nó là dòng cao cấp của Citizen GP anh nhá, Citizen GP. Đây anh em xem ở phía sau đít này. Ui, chỗ này hơi khó xem nhỉ. Đây. Anh em thấy chưa? Japan GP này, đấy. Gold plate ấy. Đấy, nó mạ vàng. Anh em nhá. Mạ vàng. Đấy, rất là đẹp luôn, con này đẹp góc cạnh luôn anh em nhé. Con này đẹp gần như là mới cứng luôn. Đấy. Chạy hoàn toàn đúng giờ và nó chạy làm chạy máy quát anh em nhé. Máy quát đang cực kỳ chuẩn, tất cả các cọc số đều mạ vàng toàn bộ luôn, kim mạ vàng. Dây nó có một cái dây ở chỗ này là dây là chống rơi anh em nhé. Giả sử mà tuột cái khóa ra nó có cái dây này nó giữ lại, nó vẫn ở trong cổ tay của chị em. Và đồng hồ này đồng hồ nữ anh em nhé. Đồng hồ nữ tay chị em nào nhỏ nhỏ đeo con này cực kỳ đẹp luôn. Và trước thì mình báo giá cho anh em là 2 triệu mấy nhỉ? 2 triệu rưỡi sao nhỉ? Thì đầu xuân ngày vía thần tài ngày hôm nay mình báo giá cho anh em con này đúng 1.900.000. Mình bán hòa vốn không lợi nhuận gì cái đồng hồ này hết anh em nhé. 1.900.000. Ok cho anh em. Tặng kèm anh em cái hộp. Hộp này là không phải hộp chính hãng của nó đâu, nhưng mà mình vẫn tặng kèm anh em nhé. Hộp này hộp ngoài. Đấy, ok chưa? Đấy là mấy cái đồ linh tinh. Nói là mất 5 phút, mất 8 phút rồi. Và mình sẽ quay vào video cho anh em ngày hôm nay. Thì hôm nay có hai bộ dàn mini. Đầu tiên là cái con Sony M35 anh em nhé. Sony M35 là một trong số những cái hãng mã gọi là cao cấp ở đằng Sony, tại vì là nó ăn với thằng Walkman anh em nhé. Nó ăn với thằng Sony Walkman. Anh em nhìn cái logo Walkman ở đây, chuyên về âm thanh, chuyên về các dòng nhạc. Số nó có một cái cổng USB ở mặt trước này, thì mình cũng chưa tìm được chức năng hỗ trợ cổng này như thế nào, thì anh em về tự mày mò giúp mình nhé. Con này chơi CD tốt, chơi MD tốt, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, nghe qua điện thoại, máy tính, TV rất là ok. Màn hình rất là to và rõ ràng anh em nhé. Màn hình rất là to, có thể tùy chỉnh âm thanh ở trong cái chức năng ở đây, em tùy chỉnh được. Đấy. Có một chiếc cassette ở bên trên này, nhưng mà thường mình sẽ không bao cassette, tại vì là dọn rất là vất vả anh em nhé, không có thời gian dọn. Loa sử dụng con bát 12cm gân lụa tẩm dầu anh em nhé. Gân lụa tẩm dầu bền một tầm 25 cũng không hỏng được. Màn thì màn giấy cho chất bát rất là ấm. Bên trên là con chép đo màn giấy của thằng Sony. Đây, đo màn giấy. Phía sau cặp loa để góc cạnh luôn anh em ạ. Trở kháng là 8 ohm, không thiết ghi công suất, thì công suất mặc định sẽ là khoảng tầm 50W một chiếc. Một cặp sẽ là 100W anh em nhé. Đây, phía sau cục dàn. Phía sau cục dàn thì đây.
anh em thì nhìn thấy đây. Công suất của cục dàn là 45W điện nguyên bản 100V, kẹp anten AM/FM, các cái đường kết nối loa ở phía sau, lưới tản nhiệt phía sau này. Đấy, dàn tản nhiệt con này đánh riêng cục dàn đánh căng được loa bass 25cm luôn anh em nhé, rất là căng luôn. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe con này nhá. Con này chất âm nó khá là ngon. Và hiện tại giá con này mình để cho anh em là giá là 1.400.000 anh em nhá. 1.400.000. Ok chưa? Play. Con bên này thì là một con dàn mini mà mình muốn bán thanh lý cho anh em. Con này thì anh em mình nhìn thấy Victor, nó là mã SH5. Nó là một trong số những mã đời cao của thằng Victor. Con này chơi được USB, anh em biết. Cắm nhạc USB MP3 phát chơi luôn được. Có audio in này, kết nối điện thoại, máy tính TV thoải mái. Có dock iPod bên trên này này, đấy anh em thấy không? Con này chỉ mỗi cái là loa của nó mặt trước nhìn nó hơi xấu thôi, kể vì cái căng này nó căng liền mà căng nó hơi rách một chút anh em nhé. Mình bán cho anh em sẽ rẻ như bộ loa vi tính luôn, mà chất âm của nó đẳng cấp luôn, hơn loa vi tính rất là nhiều anh em nhé. Công suất phía sau 20W một loa, một cặp sẽ là 40W và trở kháng là 6 ohm. Đấy, đây là cục dàn phía sau này, phía sau này công suất là 16W điện nguyên bản 100V. Đây, các cái đường kẹp loa các kiểu và chất âm này thì khá là ok. Anh em lưu ý một chút là con này nó đánh mạch Class D anh em nhé, nên là cho chất âm khá là căng. Đấy, cục dàn thì rất là nhẹ nhưng mà cho chất âm rất là căng. Đây, các chức năng tùy chọn là hết ở trên này, hết trên mặt chọn được hết anh em nhé. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe. Và con này hiện tại mình thanh lý cho anh em giá chỉ có 799.000 thôi anh em nhé, 799.000. anh em nào mà trả 800 không lấy, chỉ lấy 799 thôi. Play thử nhạc cho anh em nghe. Cái giá 800.000, 799.000 thì không có nào vượt qua được con này đâu. Rất là rẻ anh em nhé, rẻ mà ngon. Đấy, căng nhờ. Ok, tiếp đến đây là cái đống cục dàn kiêm giải mã. Mình sẽ bán giá rất là tốt đầu xuân cho anh em. Thì con đầu tiên ở bên trên này anh em thì nhìn thấy đây là con Onkyo Onkyo 121M anh em nhé. Onkyo 121M. Đấy, con này cắm điện phích này nó lỏng rồi này. Cắm lại thôi phát. Onkyo 121M là một trong số những thớt MD kiêm giải mã anh em nhé. MD kiêm giải mã của cái dàn cao cấp là 922. Đấy, thì con này có cái hay ở chỗ là nó phải sử dụng đĩa mồi, nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ ngon anh em nhé. Chất âm nó cực kỳ ngon. Sao đấy? Chất âm nó rất là ngon. Đấy. Lỗi anh em nhé, cái ổ cắm phía sau nó hơi lỏng một chút. Đây, anh em chỉ cần đút đĩa vào là nó chơi tất thôi. Đút đĩa vào bất kỳ đĩa này còn mất cái bao bên ngoài nó còn chơi này. Đây, mất bao bên ngoài. Đọc đĩa thì cực kỳ ngon. Và con này nó sẽ có hai cổng optical in này anh em này, chỉ tùy chỉnh hết mặt trước này. Đọc đĩa thì nhanh như trộm chó luôn. Và con này giải mã phải cần mồi em nhé, bắt buộc có đĩa và mình sẽ tặng kèm em cái đĩa. Ấn nút rec phát nó giải mã thôi. Đấy. Phía sau đây anh em nhìn, made in Japan này. Công suất là 12W điện nguyên bản 100V này, optical in nó hai đường anh em nhé.
Và line out có một đường này, một đường line in là của analog đấy. Thì hiện tại con này thì mình xin phép để cái giá thanh lý cho anh em là 1.500.000 anh em nhé. 1 triệu size 500.000 và size con này là size lớn, size 28cm anh em nhé, 27,5. Đấy. Nó là một trong số những thớt dàn cao cấp của bộ 911M của thằng Onkyo. Con này giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Đây có quai nhạc nước ở đây này, anh em nhìn này. Con này nếu mà anh em nào mà thích cái kiểu giải mã có mồi ấy, thường anh em bảo giải mã có mồi nó hay hơn. Mình thấy cũng như nhau thôi, nhưng mà cái dòng này được anh em chuộng hơn, và cái dàn thớt này rất là hiếm luôn anh em nhé, rất là hiếm. Anh em nào mà có cả bộ này mà chưa có thớt giải mã này thì có thể mua thêm ở đây. Hoặc là anh em nào mà mua cái thớt này về chỉ phục vụ giải mã thôi thì cũng có thể chơi luôn con này được. 1 triệu rưỡi anh em nhé. Tiếp đến bên dưới này. Thì đây là cái con Onkyo X7A, một trong số những cái mã mà gọi là cao cấp của thằng Onkyo rồi anh em nhé. Cao cấp của thằng Onkyo rồi, con này màn hình xanh huyền thoại này. MD chơi tốt, CD chơi tốt, công nghệ D-Link và băng tần QRS độc quyền. Con này thì mắt chạy mắt 213 rất là lành luôn, mặt nhôm toàn bộ anh em nhé, mặt nhôm toàn bộ rất là đẹp. Con này khá là đẹp. Con này mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy, tổng thể con này đẹp. Phía sau. Công suất con này là 48W và điện nguyên bản 100V anh em nhé, một made in Japan luôn. Đấy. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out có optical in và out để phục vụ em giải mã 24 bit đầy đủ luôn anh em nhé. Kẹp anten MFM, các cái đường line in line out vào đầy đủ, và con này có cái cổng processor như những con cao cấp luôn. Đấy, processor này nó ngắt cái mạch equalizer của máy ra so với cả công suất. Nếu anh em kết nối equalizer ở ngoài vào thì vẫn chơi được bình thường anh em nhé. Đấy. Và hiện tại con này hoạt động hoàn hảo, tất cả chức năng, mọi chức năng đều ok. Thì mình để cho anh em với giá là 1 triệu 600 nghìn anh em nhé. X7A anh em nhé. Onkyo X7A. Đấy, FM đủ 108 luôn. Và tiếp đến ở bên dưới thì là một con rất là VIP và hiếm. Con này là con Onkyo N9NX anh em nhé. Anh em lưu ý một chút cái mã này. N9NX nó cao cấp hơn hẳn những cái đầu N7 luôn. N9NX. Đấy. Thì con này chơi USB được này, chơi line in các kiểu này, từ thiết bị điện thoại, máy tính, TV đều được. MD đọc tốt, CD đọc tốt, và CD con này chạy mắt Sanyo nên đọc được cả đĩa MP3 WMA luôn anh em nhé. Vẫn là công nghệ băng tần QRS độc quyền và DOA Link tích hợp sẵn cho con này. Con này cao cấp rồi, gần như là nó giải mã cực kỳ hay luôn anh em ạ, cực kỳ hay. Và gần như mình đánh giá con này không có điểm chê luôn. Nó đánh rất là hay, bốn con sò than, cặp loa bắt 25 đến 30 vào nó phang tốt luôn. Công suất là 60W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Kẹp anten AM/FM này. Đấy. Xúc điện ao có này, cọc loa thì toàn bộ là cọc bắp chuối, những con cao cấp sử dụng cọc bắp chuối toàn bộ anh em nhé. Optical in giải mã 24 bit xuất hiện như con này. Đây, có đây. Anh em cắm vào phát là giải mã thôi. Cái đường line in line out đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng nào. Và hiện tại con này lúc trước là 3 triệu 200 thì trên video này mình xin phép để giá đầu năm cho anh em chỉ có 2 triệu 800 nghìn thôi anh em nhé. 2 triệu 800 nghìn cho cái cục Onkyo N9NX. Ok cho anh em. Cao cấp đấy anh em. Đừng nhìn nó nhỏ mà coi thường, nó là VIP luôn anh em ạ. Tiếp đến trên này thì là con Onkyo X7 anh em nhé. X7 một trong số những mã quá quen thuộc với anh em rồi. X7 MD chạy tốt này, CD chạy tốt này, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Và con này thì đẹp góc cạnh luôn, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Mắt thì chạy mắt 213 nên là khá là lành anh em nhé, rất là lành. Đấy, công nghệ D-Link linh và băng tần QRS độc quyền vẫn ở trên con này, vẫn có đủ. Đấy. Và con này FM thì đủ 108, giải mã thì 24 bit, nói chung là quá đầy đủ cho con này rồi. Công suất là 48W và điện nguyên bản 100V made in Japan anh em nhé. Đấy, anh em nào kỳ thị China thì đây, con Japan đây. Công suất kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out có optical in, phục vụ giải mã 24 bit cũng đầy đủ. Và anten AM/FM đầy đủ, các cái đường line in line out không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé. Đấy. Con này anh em mình mua về làm giải mã thì quá lành luôn, siêu lành luôn, gần như là tỷ lệ lỗi gần như không có anh em nhé. Những con này thì tỷ lệ lỗi gần như không có, bên trong là nhất là bên trong tháo ra nó cực kỳ sạch đẹp. Đấy. Zin toàn bộ anh em nhé, cam kết nguyên zin toàn bộ, và máy mình bán ra bảo hành 1 năm tất. Và con này hiện tại Onkyo X7 mình để cho anh em với giá là 1 triệu 400 ngàn anh em nhé, 1 triệu 4. Tiếp đến bên dưới cùng thì là một cái con cao cấp của thằng Onkyo, đó là con Onkyo X9 anh em nhé. Một trong số những cái mã rất là cao cấp của thằng Onkyo rồi. Con này thì đầu 9 nó khác hẳn đầu 7, nó ánh căng hơn anh em ạ. Anh em nào mà kẹp loa trực tiếp sẽ thấy sự khác biệt anh em nhé. MD chạy tốt, CD chạy tốt, và công nghệ DOA Link băng tần QRS độc quyền vẫn tích hợp trên con này anh em nhé. Giải mã 24 bit chuẩn và cho chất âm thì cực kỳ chi tiết, rất là hay. Phía sau đây, công suất là 55W, điện nguyên bản 100V made in Japan anh em nhé.
kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, súp điện out có optical in giải mã 24 bit, có optical out cũng có luôn. Kẹp antenna MFM đầy đủ các đường line in line out vào, không thiếu bất kỳ cổng nào. Và có cổng processor để phục vụ anh em ngắt equalizer ngoài ra giống X7A anh em nhá. Đấy. Con này nó gần như hết cái số đầu X rồi. Và hiện tại giá của con này thì mình để cho anh em giá là 1.800.000, giá khai xuân anh em nhá. Lúc trước là 1.92 triệu. Bây giờ mình để cho anh em 1.800.000. Đấy. Giá rất là tốt rồi, nhớ anh em cứ bảo là đầu xuân giảm bớt cho anh em đi thì mình đã bớt ngay trên cái giá mình báo trên này rồi anh em nhá. Anh em hoàn toàn yên tâm. Tiếp đến con cuối cùng này là một cái con ngày xưa anh em săn rất là nhiều anh em nhé. Con này là con Onkyo 18525 mã. Con 18525 mã là một trong số những con mà mình đánh giá là cái con rất là cao cấp của thằng Onkyo ngày xưa. Nó là dàn nhiều thớt anh em nhé, rất là dàn nhiều thớt. Và con này thì CD nó chạy hơi kén đĩa một chút luôn nhỉ. 185 con này thì hơi kén đĩa một chút anh em nhé, hơi kén đĩa. Mình coi như bỏ CD luôn, đây luôn đã ghi không CD đây rồi anh em nhé, không CD rồi. Con này đánh rất là căng, cặp loa bass 25cm trở về nó đánh rất là căng và chi tiết. Đấy, FM đủ 108 luôn, con này tích hợp FM ở trên này đủ 108, dò đài trên mặt luôn anh em nhé. Và dòng 25 mã khi anh em bấm nút sẽ có bíp bíp anh em này, bíp 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 bíp. Đấy, tap này, ok chưa, mặt nó mặt nhôm toàn bộ, đúng mình nhôm đặc luôn anh em nhé, nhôm đặc luôn. Phía sau con này đây, công suất con này là 40W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đấy, Made in Japan, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, kẹp antenna MFM, các đường line in line out đầy đủ và sáng bóng luôn. Ok chưa anh em? Và con này giá thanh nhĩ đầu xuân thì mình để cho anh em cái cục này chỉ có 700.000 thôi anh em nhá. 700.000 cho cái cục âm ly đánh cực kỳ ngon. 18525 mã, 700.000. Ok chưa anh em? Tiếp đến cái thớt dàn VIP dưới cùng này thì nó là một con VIP của thằng Onkyo, nó là con Onkyo 905TX, một trong số những cái mã dàn ngày xưa anh em săn rất là nhiều anh em nhá. 905TX. Đây, bật nguồn đây anh em nhìn đấy, đèn hát xanh này. Rất là VIP, con này đánh rất là căng. Bass 30cm nó đánh tốt luôn. Một cục dàn của bộ dàn VIP. Bộ dàn VIP 205 Intech 205. Made in Japan, công suất 45W, điện nguyên bản 100V. Đấy, kẹp loa bắp chuối toàn bộ anh em nhá. Đây, cổng processor có trên con này này, các cái đường line in line out vào đầy đủ và có súp điện out, đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Nó là một cục âm ly mini thôi anh em nhá. Mặt trước volume chủ đây, có nút chỉnh tông và có chế độ direct mà đi chuyên nghiệp luôn. Acoustic chọn này, đấy, mấy ba mức độ acoustic anh em nhé. Đây, bass chép chỉnh bằng núm ở trên mặt luôn. Ok chưa anh em? Con núm này thì hai con núm zin đã mất rồi anh em nhé. Và mình đã thay cho anh em bằng hai con núm độ anh em nhé, hai con núm độ. Đấy, hai con núm độ trên này rồi. Đây, hai con núm này mình phải độ vào cho anh em để anh em về anh em vặn nó mượt anh em nhé. Ok chưa? Đấy. Và đây là đúng ba lăng anh em nhé. Bình thường con này mà nếu mà nó đẹp xuất sắc đi thì nó rơi vào khoảng tầm 3,5 củ, mình nó không đùa đâu, mini nhưng mà anh em săn con này rất là nhiều. 905 nó chỉ thua con 909TX thôi, 905TX đẳng cấp luôn. Con này lúc trước không bao giờ dưới giá 3 triệu, và hiện tại bây giờ con này mình để cho anh em giá là 1.800.000 anh em nhé. 1.800.000 cho con mini này khá là đẳng cấp, anh em nào mà chơi rồi sẽ biết chất con này rất là VIP luôn, đánh rất là căng, chi tiết. Anh em nào thêm về độ chi tiết thì nên chơi con này. Ok, tiếp đến con dưới cùng. Con dưới cùng là cái thớt dàn cao cấp của thằng Denon, Denon M33. Một trong số những cái dòng âm ly đánh những cái loa bass dưới 20cm rất là hay và ấm cúng. Đấy. Con này thì có chỉnh bass chép trực tiếp trên mặt anh em nhé, và super bass trực tiếp trên mặt luôn. Bass chép super bass chỉnh trực tiếp trên mặt. Anh biết không? Chỉnh tất cả trực tiếp trên mặt hết. Anh em nhé. Chỉnh trực tiếp trên mặt tất. CD thì đọc cực kỳ ngon và chạy Massanio rất là lành luôn. Và mọi chức năng con này hoạt động hoàn hảo, FM đủ 108, cục dàn thì anh em nhìn này, thông suốt luôn, rất là dàn. Tản nhiệt thì xung quanh dàn luôn. Công suất là 43W, điện nguyên bản 100V. Đấy, kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm. Súp điện out có optical out, có các cái đường kết nối antenna MFM đầy đủ và có cái đường line in các kiểu, không thiếu cổng nào anh em nhé, hỗ trợ thêm một cổng cắm nguồn phụ. Đấy. Con này thì trên video này mình xin phép để cho anh em với cái giá thì cũng chỉ có giá khai xuân là 1.600.000 cho cái thớt Denon M33 này anh em nhé. Đánh rất là hay luôn. Anh em nào mà có loa mini thì mua cục này về đánh sẽ cảm thấy sự khác biệt anh em nhé. 1.600.000. Ok anh em. Và trên cái video này thì mình chỉ quay được một ít đồ như vậy thôi.